nắm tay nhỏ đi đường không sợ ngã. Đi đi nào, trước mắt con đã khôn lớn rồi. Tập 80 đều là anh hùng. Chổi cán dài, chổi cán dài. Mẹ tập dây dằn rồi. Ở hàng tạp hóa có chú ma có chổi cán dài. Bố đầu nhỏ, vậy con có thể mua ít sô-cô-la không? Được, bố còn phải mua một lọ tương ớt. Còn cả... Thì ra là làm việc tốt. Mau đi giúp nào. Vẫn chậm một bước. Đầu rơi đầy đất rồi. Đầu nhiều như sao trên trời. Phải làm sao mới nhặt được thạch nhanh đấy. Hai người đang nhảy điệu hạt đậu hả? Bố con cháu định nhặt đậu. Đừng lo thừa nữa, để nhân viên vệ sinh tới quét dọn thôi. Nhưng đầu rơi đầy đất thế này, người khác dẫm phải sẽ trượt ngã. Vẫn nên thu dọn thì hơn. Đúng, lúc này anh hùng nên xuất hiện thôi. Thả con ra, con là anh hùng giúp mọi người dẹp bỏ chứng ngại vật. Đừng sốt ruột, nhiều đậu thế này, một đứa trẻ như con không làm hết được. Vậy phải làm sao? Có lẽ cần một người lớn giúp con. Thật à, bố đầu nhỏ? Vậy chúng ta thành đồng minh anh hùng nha. Được, chúng ta cùng nghĩ cách để đối phó với đám đậu này. Cùng đồng não nào. Bố nghĩ ra một cách hay rồi. Chú Mao, có thể mượn máy hút bụi của anh không? Máy hút bụi? Xin hãy đưa cháu một chiếc chổi cán dài và một hót rác cán dài. Hai người định thu dọn đậu. Nếu hai người nhất định muốn đối phó với đám đậu đó thì chúc hai người thành công. Liên minh anh hùng xuất phát. Các bạn đậu tập hợp nào. Về chỗ của các ngươi đi. Thà cuối cùng đã dọn xong. Tốt quá. Giờ sẽ không có ai bị ngã vì dẫm vào hạt đậu nữa. Liên minh anh hùng đã xong. Làm ơn tránh đường. Cái anh này. Đến bệnh viện. Cảm ơn mọi người. Về sau anh chàng giao đậu cho cửa hàng của Đổng Nhị Ca, nói cảm ơn anh đến hàng trăm lần. Hai bố con cũng nói hàng trăm lần không cần cảm ơn. Hai bố con đi mua chổi mà còn làm được việc tốt. Đương nhiên rồi. Ngay khi bệnh nhân nguy kịch có loại máu gấu trước này đang cần máu gấp, một người tốt bụng đã tới hiến máu ngay lập tức. Sao lại có người cần máu gấu trúc chứ? Không phải là máu của gấu trúc. Đó là nói tới nhóm máu RH. Vì rất hiếm nên được gọi là máu gấu trúc. Vậy con cũng rất hiếm. Có thể gọi là em bé gấu trúc không? Được thôi, em bé gấu trúc. Giờ ăn không nói nhiều. Việc này đúng là hiếm gặp. Anh thực sự là một anh hùng cứu mạng. Xin hỏi làm thế nào anh đến nhanh như vậy? Sau khi nghe tin tức trên đài tôi liền rời khỏi nhà. Lúc đó là giờ tan tầm, không dễ bắt xe. May nhờ có một vị bố đầu nhỏ giúp tôi bắt xe taxi. Đúng rồi, còn có một cậu bạn nhỏ, con đầu to dọn sạch những hạt đậu trên mặt đất. Nếu không có thể tôi đã ngã bị thương, không thể tới kịp. Cho nên hai bố con họ cũng là anh hùng. Còn tôi thì... Bố đầu nhỏ, đó không phải nói về chúng ta sao? Hình như là vậy. Đúng là chú đó thật. Thì ra nấy vội vàng như vậy là vì đi hiến máu. Cho nên tôi nói hai bố con đó cũng là anh hùng. Nói chúng ta là anh hùng kia. Nhưng con nghĩ anh hùng còn bao gồm chú chó đã cắn dây thừng và chú ma cho chúng ta mượn đồ. Chúng ta đều là anh hùng. Đúng thế, đều là anh hùng. Cùng buộc vào nhau. Mẹ Tạp Dê, đừng đứng trắng anh không xem được tivi. Em thì vất vả làm việc nhà, mà anh còn ý kiến hả? Anh biết em vất vả, anh đâu có ý kiến gì. Nếu đã biết em vất vả thì làm giúp đi. Lau nhà hay lau bàn, anh chọn một cái đi. Lau bàn đỡ vất vả hơn lau nhà nhiều. Anh lau bàn. Được. Tiếng gì vậy? Có đồ gì bị vỡ ư? Bố đồ nhỏ, vừa rồi là tiếng gì thế? Không, không có tiếng gì cả. Thì ra là như vậy. Con đầu to, con đừng làm ầm lên. Đừng để mẹ Tạp Dề nghe thấy. Bố cũng vì giúp mẹ Tạp Dề làm việc nhà, không cẩn thận đã làm vỡ bình hoa. Không thể trách bố được. Đây là bình hoa mà mẹ Tạp Dề thích nhất đó. Chúng ta phải mau chóng gắn nối lại, cứu lấy bình hoa. Con đầu to, con chạy qua chạy lại làm gì thế? Con có nhiệm vụ rất quan trọng, con hoàn thành. Hôm nay con phải làm anh hùng cứu bố đầu nhỏ. Cứu bố đầu nhỏ? Sao mẹ ngày càng không hiểu nổi hai bố con thế? Được rồi, mau đi đi. Tìm thấy rồi, chúng ta mau dính bình hoa lại thôi. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Việc còn lại là dính vào thôi. Bố đầu nhỏ giỏi quá, đúng là bậc thầy sửa chữa. Đương nhiên, rất giỏi phải không? Phải làm sao đây? Mẹ Tạp Dề sẽ giận lắm. Bố đầu nhỏ, anh hứa giúp em làm việc nhà, sao đến giờ vẫn chưa làm xong? Con đầu to, vừa rồi con nói phải làm anh hùng cứu giúp bố đầu nhỏ. Con nào giúp bố làm việc nhà hả? Mẹ Tạp Dề, không phải. Mẹ Tạp Dề này, có một chuyện mà anh... Bố đầu nhỏ, anh toàn như vậy. Việc hứa với em chỉ làm được một nửa. Mày vứt cái bình hoa này đi. Mẹ Tạp Dề, sao mẹ nhìn thấy bình hoa vỡ này mà không tức giận hay ngạc nhiên chút nào? Bình hoa này đã nứt từ lâu rồi, còn bị rò nước, cho nên mẹ mới không dùng. Làm vỡ rồi thì thôi, không sao, mau vứt đi. Vậy hả? Thế mà làm anh và con đầu to lo lắng hảo. Giờ mang thùng giấy này vứt ra bãi rác là được. Bố đầu nhỏ, không được đi. Sao thế con đầu to? Bình hoa này là mẹ Tạp Dề bảo bố vứt, con quên rồi hả? Không quên, nhưng giờ con vẫn còn việc chưa làm xong. Con vẫn phải dính bình hoa lại. Bình hoa vứt đi, còn dính lại làm gì? Mẹ Tạp Dề không hề giận bố vì chuyện bình hoa. Con là anh hùng bảo vệ bố đầu nhỏ. Việc của con đã hoàn thành rồi. Chưa đâu, tuy chúng ta không cần dán lại bình hoa để nó trở lại như cũ, nhưng vứt bình hoa vỡ vào đống rác. Nếu không dùng băng dính lại cẩn thận, các cô chú công nhân vệ sinh không biết, rất dễ bị bình hoa cứa vào tay. Cho nên vẫn phải dính lại một lượt. Con đầu to nơi đúng lắm. Bố đầu nhỏ, còn không mau mở thùng giấy ra. Anh cũng cảm thấy con đầu to nói có lý, nên giờ con là anh hùng băng dính. Để bình hoa vỡ không cướp vào tay các cô chú công nhân môi trường. Bắt đầu thôi. Tập 81. Con là Gia Cát Lượng. Bố đầu nhỏ, Gia Cát Lượng thật sự thông minh như trong sách nói sao? Đương nhiên, Gia Cát Lượng là người thông minh được công nhận mà. Thông minh hơn cả bố đầu nhỏ sao? So với bố, đương nhiên là xấp xỉ nhau. Có thể nói là khó phân cao thấp. Bố đầu nhỏ, bố giỏi thật đó. Bố đầu nhỏ, đừng có nói khoác chứ. Con đầu to, thật ra Gia Cát Lượng vẫn thông minh hơn bố một chút. À, Gia Cát Lượng thông minh hơn bố nhiều chút. Được chưa? Bố thừa nhận Gia Cát Lượng thông minh hơn bố rất nhiều. Chà, Gia Cát Lượng đúng là giỏi quá thì mất. Bố đầu nhỏ, có phải Gia Cát Lượng quạt mấy cái là sẽ nghĩ ra kế sách hay không? Trí tưởng tượng của con thật phong phú. Con quyết định con phải học theo Gia Cát Lượng. Từ hôm nay trở đi là một anh hùng thông minh. Mục tiêu này rất tốt. Bố ủng hộ con. Xông lên! Gà giường phơi lâu thế này rồi mà sao vẫn chưa khô? Vì không có gió nên gà giường lâu khô. Thì ra là cần gió. Xem con đây. Con đầu to, con trèo lên ghế làm gì? Con phải học theo Gia Cát Lượng mừng gió đông. Bố đầu nhỏ, con mỏi tay quá. Gió đông rốt cuộc khi nào mới tới? Không phải mừng gió đông như thế đâu. Chúng ta có thể dùng biện pháp khoa học để quan sát xem khi nào thì gió đến. Con đầu to, thiết bị đo gió cho chúng ta biết gió sắp sửa đến giúp rồi. Biện pháp khoa học này chính xác thật đó. Thì ra Gia Cát Lượng là một nhà khoa học. Rõ ràng là mình đang đo gió mà. Sao lại không khen mình nhỉ? Ông ơi, sao ông lại cắt những bông hoa này đi? Những bông hoa này sắp tàn rồi, không đẹp. Ông cắt hoa tàn đi, cảnh quan sẽ càng đẹp. Những bông hoa này vẫn chưa héo hẳn, bị cắt đi thật đáng tiếc. Con đầu to, chúng ta thu thập những bông hoa bị cắt lại đã. Bố sẽ nghĩ cách để chúng nở thêm vài ngày nữa. Bố đầu nhỏ, có cách gì ư? Thiên cơ bất khả lộ. Trước tiên, cắt chéo ở gốc cành hoa để mở rộng diện tích hút nước. Ngoài ra cho thêm một số chất diệt vi khuẩn đặc biệt vào nước, làm cho hoa tươi hơn, phục hồi sức sống. Bố đầu nhỏ có nhiều cách thật đó. Nên con muốn trở thành anh hùng thông minh như Gia Cát Lượng thì phải học thêm nhiều kiến thức. Bố đầu nhỏ, hoa đã tươi trở lại thật rồi. Ông ơi, đây là hoa tươi mà cháu và bố đầu nhỏ đã cứu sống. Tặng cho ông vất vả rồi. Thực sự cảm ơn. Chưa bao giờ có ai tặng hoa cho ông cả. Không có gì, hoa này cũng không phải cháu mua, mà là do ông trồng ra. Con đầu to, con đã học được kế thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng rồi đó. Thuyền cỏ mượn tên là gì? Là dùng mũi tên của người khác để tấn công chính họ. Con biết rồi, là con lấy hoa do ông làm vườn trồng để tặng cho ông ấy. Đúng thế. Hai bố con này chuyện gì mà có vẻ rất học thức. Hai bố con ơi, mẹ đi mua thức ăn. Hai bố con giúp mẹ dọn dẹp bếp nha. Không thành vấn đề, cứ để hai bố con lo. Mẹ tập về, con khát quá. Có quả gì để ăn không? Con đầu to, có phải chúng ta đã quên gì đó không? Mẹ tạp về hình như dặn chúng ta dọn dẹp nhà bếp. Mẹ Tam Dê đã về. Có cách rồi. Bố đầu nhỏ quên rồi hả? Bố đã dặn cho con không thành kế của Gia Cát Lượng. Sau đó Gia Cát Lượng liền dẫn số binh sĩ còn lại. Hai bố con rảnh rỗi thế này, xem ra nhà bếp đã được dọn sạch rồi. Con đầu to, bố đầu nhỏ, không phải hai người đã hứa giúp mẹ dọn bếp sao? Mẹ Tam Dê còn thông minh hơn cả Gia Cát Lượng. Chỉ bằng chúng ta mau chạy thôi. Ốc vít nhỏ tăng tốc. Con đầu to, tìm tới phần nóc của lâu đài chưa? Ở đây, để con lắp. Đâu rồi? À, mô hình giấy công điện lộng lẫy đã xong rồi. Mẹ Tạp về buổi chiều từ nhà bà ngoại về. Nhà cửa bừa bãi thế này không được đâu. Con đầu to, bố dọn dẹp phòng khách. Con mau về dọn dẹp đồ chơi ở phòng mình đi. Con đầu to, con nghe thấy chưa hả? Con nghe thấy rồi. Cuối cùng đã dọn xong. Đúng rồi, đi xem con đầu to làm thế nào rồi. Con đầu to, con lề mề quá. Cho con thời gian 10 phút phải dọn xong. Nếu không thì tối không được ăn cơm. Ốc vít nhỏ, cậu xem, tớ vẫn đang dọn mà. Nhưng bố đầu nhỏ vẫn mắng tớ. Hay để tớ dọn giúp cậu. Được, trong 10 phút cậu có thể dọn xong không? Cậu chỉnh chế độ của tớ nhanh hơn chắc là được. Tăng tốc nào ốc vít nhỏ. Giờ là chế độ vận hành siêu nhanh. Dọn dẹp tốt lắm. Tốc độ đủ nhanh đó. Đúng thế, con là anh hùng tăng tốc. Buồn cười quá. Ốc vít nhỏ, có thể đi mua giúp tớ một ly nước cam tươi không? Tớ ăn bìm bìm thấy mặn quá. Không thành vấn đề. Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Vừa rồi là thứ gì chạy qua vậy? Xin lỗi nha. Nước cam tới rồi. Hả? Sao chỉ có một nửa? Nhất định là do tốc độ của tớ nhanh quá. Ốc vít nhỏ, sao vội vội vàng vàng vậy? Bố đầu nhỏ, bố sắp mua cho con một con thỏ hả? Không phải. Vậy bố nhổ cỏ làm gì? Định kỳ dọn dẹp cỏ dại, có thể để dành nhiều chất dinh dưỡng cho hoa và rau của mẹ Tạp Dê trồng. Con biết rồi. Nếu không dinh dưỡng trong đất sẽ bị cỏ dại hút hết mất. Đúng thế. Ốc vít nhỏ, chúng ta giúp bố đầu nhỏ nhổ cỏ dại nha. Tới đây. Ốc vít nhỏ, đừng vội vàng quá. Nhìn kỹ là cỏ dại rồi mới được nhổ nha. Tăng tốc, tăng tốc, không dừng lại được. Ốc vít nhỏ, có gì đó không đúng. Thật sự rất tốt. Nhà cửa sạch sẽ thế này, đến phòng của con đầu to cũng gọn gàng. Mẹ Tạp Dê, con chỉ mất 10 phút đã dọn xong rồi. Con là anh hùng tăng tốc, có giỏi không? Tăng tốc, anh hùng tăng tốc, anh hùng tăng tốc. Dùng lại một đống thế này cũng gọi là dọn dẹp hả? Xem ra anh hùng tăng tốc này phải dọn dẹp lại thôi. Đều tại con chọn chế độ tăng tốc của ốc vít nhỏ. hơn nữa, còn chỉnh thành siêu nhanh. Con đầu to, giờ thì con biết rồi chứ. Rất nhiều việc dục tốc bất đạt. Nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là càng theo đuổi tốc độ thì càng không đạt được kết quả tốt. Con hiểu rồi. Xin lỗi ốc quýt nhỏ, tớ không nên điều chỉnh cậu thành quá nhanh. Không sao, chúng ta dọn dẹp lại đồ chơi nha.